Trong trận đấu thứ 3 phát sóng của Trường Tinh 2019 với chủ đề thí sinh dự thi các cuộc thi sắc đẹp phải có bằng đại học trở lên, Trần Thế Phương đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Huệ lần đầu tiên mang về số điểm tuyệt đối 30 từ ban khảo khi có lập luận xuất sắc trước đối thủ. Được biết đây là lần đầu tiên ban khảo cho điểm tuyệt đối trong mùa giải năm nay. Cũng từ đây năm sinh điển trai này bất ngờ nổi rần rần trên mạng vì những màn debate đầy lôi cuốn, kịch tính tăng cao, cách nói chuyện khỏe mạnh đã áp đảo thành viên đội người chơi làm cho dân tình đứng ngồi không yên. Chàng cực phẩm học đường này còn được 1.000 cô dâu nguyện chờ đợi sau chương trình Trường Tinh 2019, đồng thời nhận về không ít sự ân cần, yêu mến, ái mộ từ phía cư dân mạng. Trần Thế Phương 2003 11 địa trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội. Quán quân Giao Talent 2014. Thành viên ban truyền thông Imagine Project 2018. Thành viên ban truyền thông công nghiệp quá đề ba tè Community Gen 2. Trưởng ban nhân sự câu lạc bộ công nghiệp quá đề ba tè Community. Thành viên ban truyền thông công nghiệp quá LSX. Thành viên ban truyền thông bay chuyển du học. Á quân học sinh tài năng công nghiệp quá năm 2019. Toa 6 Bila De Ba Tabo 2019. Toa 4 Trường Tinh 2019. Toa 4 National Novice De Ba Tinh Championship 2019. Quán quân The Bonin 2019, Toa 5 Best Beaker The Bonin 2019. Trainee tại QX 2019. Những chia sẻ của chàng trai tiến tưởng trong làng Triệu Di Thế Phương. Chàng trai làm mưa làm gió tại Trường Tinh 2019. Chào Thế Phương, dạo này người chơi thế nào, từ sau khi tham gia Trường Tinh 2019 cuộc sống của người chơi có đổi mới nhiều không? Trường Tinh gắn liền với phiên bản thân mình khá lâu, nó là niềm mơ ước từ khi mình học cấp 2. Hồi đó khi mà xem các anh chị tranh biện, mình cũng mong muốn có thể đứng ở trên sân khấu để tranh biện và chờ đợi một ngày nào đó mình cũng làm được như thế. Quả thật khi bước đến sân khấu Trường Tinh mình đã xong xuôi ước mơ rồi nhưng phiên bản thân vẫn cần phải cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa. Qua hai tập đầu phát sóng thì chưa có đổi mới quá nhiều nhưng từ tứ kết phụ cho đến bán kết, mình cảm thấy một chút bị đảo lộn bởi tự nhiên một ngày đập trời mình mở Facebook ra thu được 5k thông báo, thậm chí cả bố mẹ mình cũng thu được rất nhiều tin nhắn. Bỗng nhiên cậu người chơi biến thành tâm điểm lưu ý của rất nhiều người. Cơ duyên nào đã đưa người chơi đến với Trường Tinh 2019? Mãi đến kỳ 2 năm ngoái mình thế hệ FB câu lạc bộ tranh biện, lần đầu tiên đi các tinh trường mình có 3 đội, team mình gần như đều là những người thế hệ tranh kép với nhau để đi thi, phiên bản thân mình chỉ nghĩ đi để học hỏi, giao lưu. Kết thúc buổi các tinh mình không nhiều chờ đợi nhưng cho đến một ngày đập trời, bên trường tin báo tin mình được tiếp tục tham gia, lúc ấy mình đang đi đường, mình hét rõ ràng to và ánh mắt của người đi đường có lẽ các người chơi cũng tưởng tượng ra rồi nhỉ. Mọi người nói rằng một thằng nhóc chưa có kinh nghiệm tranh biện như mình mà lại được vào nhưng mình không ân cần điều ấy. Mình chỉ nghĩ rằng đã là người được chọn thì phải cố gắng hơn nữa và đôi khi cuộc sống cần cả sự may mắn nữa, vậy thôi. Ngày đầu tiên lên tranh biện mình còn biểu hiện những gì quá phiên bản năng, một phong cách cáo quá mức cần thiết. Hai thành viên còn lại trong team đã giúp đỡ mình, có một người anh đồng hành mà mình biết ơn rất nhiều. Anh ấy là người có kinh nghiệm tranh biện nhiều nhất cũng chính là người điều hòa được các em, kiềm các em xuống. Ngày trở lại đài truyền hình thực sự dễ dàng vì bọn mình tiếp tục được đứng trên sân khấu bán kết. Đối với nhiều người, thậm chí bố mẹ mình không biết tranh biện là gì, họ chỉ nghĩ đó là cãi nhau thôi nhưng không phải thế. Tranh biện là khi mình đưa ra khái niệm, ý kiến, kiến thức cũng như trí tuệ để phiên bản thân mình cố gắng, trưởng thành nhiều hơn. Mục tiêu mà Thế Phương đặt ra khi tham gia chương trình này là thành quả sẽ viên mãn hơn nếu đội mình được vào chung kết nhưng chiến đấu không chấm dứt nghĩ vẫn là mục tiêu quan trọng nhất.
năm 2018, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ rất nhạt nhòa, nó không thực sự tuyệt vời với quá nhiều khán giả xem truyền hình, nhưng chúng mình đã sản xuất một cơn sốt, ngày hôm nay rất nổi tiếng trường chuyên Nguyễn Huệ. Cá nhân mình không muốn hay quảng bá cho phiên bản thân mà mình chỉ muốn lan tỏa tranh biện đến tất cả các người chơi học sinh. Chiến đấu không chấm dứt nghĩ vẫn là mục tiêu quan trọng nhất cậu người chơi hướng đến. Phải dừng chân trước thềm chung kết, cảm của người chơi lúc đó ra sao? Có nuối tiếc không? Team mình có mua vé để xem bóng đá ngay sau khi ghi hình chấm dứt, nhưng khi thua trận hôm đó cả ba người đi xem bóng đá trong một tâm trạng không vui vẻ, mặc dù Việt Nam thắng. Nghĩ lại thấy tiếc gì, chỉ một chút nữa thôi chúng mình sẽ đứng trên sân khấu trận bình thường kết. Nhưng mình tin rằng trường tin xong xuôi, nhưng sự nghiệp tranh biện của mình chưa xong xuôi. Một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, và một tuần sau đó mình đã được xướng tên ngôi vị quán quân trong cuộc thi Thebonil. Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ là một trường cấp 3 đình đám nhất nhì Hà Thành, vậy thì khi tham gia một cuộc thi lớn trên sóng truyền hình, người chơi có cảm thấy áp lực? Mình không áp lực, mình chỉ muốn biểu hiện cho mọi người thấy trường chuyên Nguyễn Huệ không hề thua kém những trường khác. Trường tin xong xuôi nhưng sự nghiệp tranh biện của Thế Phương chưa xong xuôi. Bạn đã tiếp xúc, luyện tập thế nào để có những trận tranh biện cực cáo như vậy? Ai là người truyền cảm hứng và giúp người chơi trau dồi kỹ năng? Tỷ lệ trên truyền hình rất tự nhiên, còn về content bài nói và kiến thức trau dồi thì chị Nguyễn Phương Hồng Ngọc, sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao đã cung cấp mình rất nhiều. Profile tranh biện của chị ấy phải dài như một cuốn sử thi mất thôi. Chị Ngọc Nguyễn có nói chị ấy mong khi đồng đội tranh biện quốc tế nhắc đến Việt Nam, người ta không nhắc tới Ngọc Nguyễn hay Giang mà người ta tuyệt vời về các thế hệ kế cận. Mình cảm thấy phiên bản thân có bổn phận cống hiến cho debate. Một câu chuyện vui hoặc một tình huống đáng nhớ nhất trong các trận tranh biện. Trước trận ghi hình với trường Amsterdam khoảng 2 tiếng đồng hồ, mình không hiểu nội dung bài nói của mình là gì, mình cảm thấy rất áp lực và muốn bỏ cuộc, không muốn quay nữa. Sau đó chị chủ nhiệm câu lạc bộ đã giúp mình sắp xếp lại bài nói để cuối cùng đó là một trận đấu ngoạn mục với 30 điểm. Con số 1.000 đã làm nên yêu đương hiệu chàng trai bình thường Thủy của Thế Phương tại trường tin 2019, phải chăng đây là một sự trùng hợp? Cảm hứng con số 1.000 đến rất vô tình, trong khoảng thời gian chương trình trường tin phát sóng có khá nhiều khán giả yêu thích nên sau đó mình có sử dụng lại câu đấy ở tứ kết phụ và bán kết. Không ngờ nó lại biến thành yêu đương hiệu của mình, nhưng thực lòng mà nói đó là sự ngẫu hứng thôi. Con số 1.000 thần thánh làm nên yêu đương hiệu. Thế Phương có biết rằng hiện tại người chơi rất nổi tiếng trên mạng làng hội và có 1.000 cô dâu đang chờ đợi không? Có nhiều người nhắn tin cho mình và cả mẹ mình nữa, nhưng mình vẫn để họ trong tin nhắn chờ vì mình không biết reo gì cả. Mình chỉ trả lời một cách ngẫu nhiên, đùa đùa thôi, nhưng sau đó có những người chơi mạnh dạn inbox cho mẹ mình với lời nhắn, cô ơi, cháu muốn làm con dâu cô thì có lốt không a? Nhưng mẹ mình chỉ đủ sức nuôi một cô con dâu thôi chứ không đủ sức nuôi 1.000 cô đâu. Thế Phương trong những trận tranh biện và Thế Phương ở ngoài đời có gì khác nhau? Thế Phương trong những trận tranh biện có thể khá cáo, nhiều lý trí hơn, còn phiên bản thân mình ở ngoài đời thì sống gần gũi và tình cảm hơn. Nhiều người chơi xem các trận đấu chắc sẽ có cảm khó gần, nhưng khi tiếp xúc mọi người lại nhìn thấy một Thế Phương thân thiện, vui vẻ, hài hước. Một Thế Phương tình cảm, gần gũi ngoài đời thực. Cả bố và mẹ đều là doanh nhân thành đạt, người chơi có bao giờ cho rằng mình là chàng trai được xuất hiện từ giặc đích? Mình chỉ coi những gì mình được thừa hưởng từ bé dại là một lợi thế, là điều kiện thôi, bởi vì nếu như mình tự cho rằng mình xuất hiện từ giặc đích rồi thì nó sẽ không có động lực cố gắng. Mà cố gắng không bao giờ là đủ, nếu hôm nay mình hài lòng với số tiền mình đang có thì ngày mai người khác sẽ giàu hơn mình. Mình đã thoát ra khỏi vòng an toàn của bố mẹ ngay từ khi còn bé dại, mình cũng đã trải qua rất nhiều thất bại để có chiến thắng hôm nay, có thể những gì mình đạt được chưa có gì quá khổng lồ nhưng ít ra mình cảm thấy vui vì mình đã dám thử thách mạo hiểm. Cuộc thi Giao Talent 2014 được tổ chức, hồi đó mình thế hệ học hết lớp 5, mà lại còn ở một khu vực không sản xuất bằng nội thành, trong khi đó các người chơi thì đều thi các cuộc thi lớn.
bản thân mình lúc ấy cảm thấy bị thua thiệt hơn, ngày tổng duyệt trái hẳn với sự đầu tư công lao của các người chơi thì tiết mục của mình thực sự ba xích, không có gì bỗng phá cả. Trước hôm thi chung kết, mình đã khóc và bố có nói với mình rằng, thành công không bao giờ đến với người giỏi nhất mà nó chỉ đến với những người cố gắng nhất. Vì thế cho nên ngày mai ở trên sân khấu ai cố gắng nhất người ấy chiến thắng. Đêm bình thường kết ở nhà hát lớn vừa xong xuôi chấm dứt, chạm tới ngôi vị quán quân vô địch mình thế hệ nhận ra bố nói rất đúng, có thể mình thua mọi người về điểm xuất phát nhưng trong một đường đua không có ai là hơn ai, chỉ cần người chơi biết cố gắng đến phút cuối cùng thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Bố mình là một người nghiêm khắc ngay trong cách đi đứng, ăn mặc, nói năng. Bố đã từng rất ghét tỷ lệ ăn mặc của mình vì hồi đó mình theo phong cách triết quy nhưng bây giờ mình đã hiền hơn rồi. Khi đến độ tuổi dậy thì ai cũng có một thời gian nổi loạn, mình muốn độc đáo hơn, bẩn phá hơn. Hồi lớp 8, lớp 9 mình có tâm lý nổi loạn, ra ngoài đường phải ăn mặc hầm hố một tí, phá cách một tí với gu đai, denim, jacket, tỷ lệ bụi bặm đường phố. Bố tác động đến lý trí của mình rất nhiều nhưng mẹ mình lại chính là người lắng lo mỗi ngày. Tuy mẹ mình là một doanh nhân nhưng sống rất giản dị, mẹ luôn là hậu phương để mỗi khi mệt mỏi mình có thể trở về. Những ngày có chuyện buồn, thậm chí tủi thân đến phát khóc, mình chỉ muốn trở về nhà thôi, về nhà mình thấy ấm áp gì ở đó có bố mẹ. Việc tham gia trường tinh có làm cho quá trình học tập của Phương bị đoạn. Cũng có chút ít nhưng phiên bản thân mình có thể cân bằng được mọi thứ, đổi lại tranh biện lại cho mình thêm kiến thức, sản xuất tư duy. Bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng mạng làng hội có khi nào người chơi cảm thấy bị áp lực hay thấy phiền không? Phiền thì cũng có còn áp lực thì không gì đôi khi mình mở Facebook ra thấy hơi mệt mỏi và mất đi sự riêng tư. Nếu được đổi mới một điều gì đó trước, trong và sau khi tham gia trường tinh người chơi sẽ đổi mới thứ gì? Trước khi tham gia trường tinh mọi người vẫn nhận xét mình khá nóng nảy, nhanh nhảo nhưng sau đó mình đã đổi mới nhìn mọi thứ xa hơn, rộng hơn, bình tĩnh hơn. Theo người chơi điều gì làm người ta nhớ đến chàng trai với 1000 cô dâu thế Phương? Tranh biện không phải mình muốn cố gắng mắng vào mặt đối phương mà đằng sau những trận đấu ấy là hàng loạt các thông điệp, tranh biện giống một môn thể thao trí tuệ giúp mọi người cố gắng nhiều hơn, vận dụng kiến thức làng hội của phiên bản thân để bảo vệ khái niệm của mình. Chưa có một nghề nào gọi là nghề tranh biện cả nhưng đó là cái để mình đam mê, gắn bó và trưởng thành và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Cảm ơn Thế Phương vì những chia sẻ. Cùng làm một cuộc khảo sát nho bé dài để khán giả hiểu hơn về chàng trai này nhé. Đại học hay học nghề? Tất nhiên là đại học rồi. Tuy nói là một đoạn đường truyền thống nhưng đại học lại chính là bước đệm giúp cho mình có thể đến với chiến thắng cao hơn. Du học hay học trong nước? Mình vẫn muốn đi du học và nếu có thể thì định cư bên đó luôn. Đợt hè vừa rồi mình có đi Úc một tháng tham gia khóa học ngắn hạn tại một trường đại học với tổng số tiền lên tới 100 triệu. Tự học hay học thêm? Đương nhiên mình chọn học thêm vì nó hiệu quả đối với mình. Tự học là tốt nhưng đôi khi mình thấy phiên bản thân cũng sẽ gặp khó khăn khi giải bài tập nếu không có sự giúp đỡ của thầy cô. Good boy hay bad boy? Ngày xưa mình theo tỷ lệ bụi bặm đường phố, đó cũng là thời điểm mình cảm thấy mặc thế ngầu mà đẹp mà. Đến bây giờ nghĩ lại khá là buồn cười nên cũng ăn mặc sang hơn rồi, mình muốn hướng đến hình tượng good boy. Nhan sắc hay trí tuệ? Nếu phải lựa chọn mình sẽ không chọn bên nào cả mà trung hòa cả hai gì bây giờ có nhan sắc đấy, xinh thật đấy nhưng nếu con người bên trong tỷ lệ nghịch với nhan sắc thì mình sẽ cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Đẹp hay độc? Ngày trước, phong cách của mình lúc nào cũng phải độc và đi ngược lại với xu hướng đám đông nhưng bây giờ đẹp và không quá lố là đủ rồi. Sang chảnh hay mặn mà? Không thể ngày nào cũng xài đồ hiệu và đến những quán cà phê đắt tiền, chỉ cần dễ chơi hai cốc trà chanh lạnh 10k với những người chơi mặn mà là vui lắm rồi. Bạn thân cùng giới hay khác giới?
mình nghĩ nên có cả hai, ví dụ mình thích ai tụi nó có thể xu bo mình tán người chơi ấy. Học sinh lớp đại trà liệu có kém sang hơn học sinh trường chuyên lớp chọn? Không có một cái thang đo nào để đánh lạnh rằng ai sang chảnh hơn hay ai giỏi giang hơn ai cả, điều quan trọng là người chơi học như thế nào và người chơi cố gắng ra sao thôi. Ba cụm từ gọn gàng nhận xét về học sinh trường chuyên. Sáng tạo, có tố chất và cố gắng. Học sinh cấp 3 vừa đi học vừa làm thêm, có nên hay không? Làm thêm là cơ hội để mọi người học hỏi và trải nghiệm, các người chơi sẽ hiểu được lạnh trị đồng tiền mà bố mẹ kiếm được khó khăn như thế nào. Học đại học có vô bổ không? Chiếu tướng.